Theo dự báo của ngành chuyên môn, mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn ở khu vực Long An và các tỉnh miền Tây sẽ diễn ra sớm hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một tháng, bắt đầu vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 12. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, cùng với Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Long An là bốn tỉnh có nguy cơ thiếu nước ngọt với quy mô khoảng 66.000 hecta. Ngoài ra, trạng thái Enino khả năng kéo dài đến hết năm 2023 và sang đầu năm 2024. Ngoài các địa phương kể trên chịu ảnh hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn khô hạn, có khả năng gây ảnh hưởng cho các vùng cách biển từ 30 đến 70 cây số. Thêm vào đó, trong trường hợp Enino năm nay gây gắt như giai đoạn 2015-2016 và 2019-2020, hạn mặn đầu năm 2024 có thể sẽ lấn sâu vào vùng ven biển. Trong trường hợp El Nino cực đoan, các công trình ngăn mặn chỉ phát huy tác dụng vào đầu mùa khô, từ tháng 2 năm 2024 trở đi, khả năng thiếu nước ngọt là rất cao dù có ngăn mặn từ biển vào.